Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Video này mình sẽ quay cho anh em xem và đánh giá về cặp lốp mà mình đã thay cách đây khoảng 2 tháng nha. Đấy, đây là lốp IRC Inu đây anh em. Mình đã quay cho anh em xem cách đây khoảng 2 tháng, tức là vào thời điểm cuối tháng 3 và bây giờ là cuối tháng 5 rồi. Một số anh em này có yêu cầu mình là đánh giá cặp lốp này sau một khoảng thời gian sử dụng đi. Thì bây giờ mình dùng 2 tháng và quãng đường đi được hơn 5.000 cây rồi anh em ạ. Đây để mình cho anh em xem. Tổng cái xe của mình thì bây giờ đã đi được 33.000 km này, 33.151 km, hơn 3 vạn rồi. Ở cái lần mình thay lần trước là nó rơi vào khoảng hơn 27.000 28.000 gì đó, mình không nhớ rõ. Đấy, sau 2 tháng đi khá là nhiều đúng không anh em? Mỗi tháng mình đi đâu đấy 2.500 hoặc hơn một tí. Thì đánh giá tổng quan về cặp lốp này, trước tiên mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Những anh em nào mà chưa biết thì mình đã xuống cái lốp này một size ở lốp trước. Đây, đó, lốp trước mình thay xuống lốp là 80, 90, 17. Lốp zin của Winner là 90, 80 nha anh em. Đấy, xuống một size thì xe đi khá là nhẹ anh em ạ, đánh lái dễ hơn. Nhưng mà cái độ bám đường cũng không hề thua kém mới đâu nha. So với cái lốp zin của Winner X phiên bản cao này, là cặp lốp của Chenxin ấy. Đấy, lốp sau này mình vẫn giữ nguyên thông số là 120. Đấy, 120, 70, 17. Đấy, sau nhiều lần thay lốp cũng như là vá xăm này, rất là nhiều vết xước ở vành. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại hơn 3 vạn rồi và 3 năm sử dụng rồi thì cũng không có gì để mà giữ gìn quá nhiều anh em. Đấy, IRC. Những cái tiểu tiết này đến thời điểm hiện tại anh em nào dụng như mình ấy thì sẽ cảm thấy nó bình thường thôi, không còn yêu cái xe quá nhiều như lúc mới nữa, phải công nhận là như vậy. Đấy, về giá mình đã thay thì mình thay cặp lốp này với giá là 1.300.000 cho cả lốp trước và lốp sau cộng công thay. Đây là mức giá rẻ trong cái tầm mà những cái lốp có thương hiệu nha anh em. IRC thì anh em cũng biết đấy, là nó là một hãng của Nhật Bản. Và giá nó chỉ ngang với lại Dunlop thôi. Cũng như là Maxxis. Maxxis thì mình không rõ là của nước nào, nhưng mà Maxxis thì sẽ rẻ hơn con này một tí. So về giá của con này với cái cặp Michelin lần trước mình thay ấy, hoặc là một số hãng khác như là Michelin hay là Pirelli ấy, thì con cặp Dunlop này nó rẻ hơn bọn đó khoảng 30%. Mình đã tham khảo lúc thay cặp này là cái thương hiệu kia ấy, nó rơi vào khoảng 1.800.000 đến 1.900.000 cơ. Đấy, rẻ hơn khoảng 30%. Về chất lượng thì sao? Độ cứng mềm thì bọn này không thể bằng Michelin hay IRC được. Nói gì nói, lốp của Michelin rất là mềm và bám đường. Nhưng mà bọn này, cái chất lượng bám đường của nó ấy, theo mình đánh giá thì nó sẽ thua so với Michelin khoảng 8/10 hoặc là 9/10 thôi. Không đến mức gọi là trơn đâu. Không biết là do mình thay lốp mất tiền hay sao mà so với cặp IRC zin của Winner hoặc là Winner X phiên bản thường ấy, thì mình thấy cặp này vẫn là IRC nhưng mà bám đường tốt hơn rất là nhiều. Đấy, lần trước mình có đi con Winner V1 rồi và thấy lốp nó cứng hơn lốp này một chút và độ bám đường không được tốt như này đâu. Nói về so ngang chất lượng với lại Dunlop thì nó cũng theo mình đánh giá là tốt hơn một chút so với Dunlop và tốt hơn Maxxis nha, Maxxis lại cứng hơn. Về vân lốp của cái này thì cũng khá là đẹp, không đến mức là xấu, và nó có một cái đặc trưng riêng, không phải như mấy hãng lốp Trung Quốc hoặc là lốp hàng Việt Nam đi nhái cái kiểu dáng của các hãng nổi tiếng đâu. Đấy, đây có một cái thiết kế khá là riêng. Và theo mình biết thì vân lốp này được chính xác hơn là lốp này được khá nhiều nha Exeter 150 sử dụng. Đấy, Winner thì ít hơn, bởi vì anh em Winner đều rất thích xe nên là cứ thay lốp là phải chọn những cái hãng nổi tiếng xịn, đặc biệt là những anh em yêu xe nhé. Đấy, lốp sau thế kiểu dáng này thì mình thấy khá nhiều trên Exeter 150. Đấy, lốp cứng nên là không đến mức quá cứng đâu, nó bám đường khá là tốt rồi, nên là đi khoảng 5.000 hơn 2 tháng mà đi cao tốc suốt mà không ăn đinh pha nào anh em. Đấy,
về độ bám đường khi trời mưa thì mình thấy ok. Mình đã có ôm cua và khá là gắt. Trời mưa ở trên đường cao tốc hoặc là đường cua ấy, với tốc độ không quá cao nha, cao không nói làm gì, bình thường thôi, thì mình cảm thấy nó ôm và an toàn lắm. An toàn anh em. Mình không quảng cáo cho cái lốp xe này đâu, nhưng mà mình phải công nhận là nó là ok. Đấy, nên mình làm video lên đánh giá cho một số anh em có cái nhu cầu thay lốp mà với chi phí tiết kiệm một chút, chất lượng ok, an toàn. Đấy, sử dụng bền. Mình nghĩ là cái lốp này mình sẽ đi khoảng 3 vạn, tức là xe mình bao giờ gần 6 vạn thì mình sẽ thay lốp tiếp. Anh em tham khảo nha. Đấy, anh em cần thì mình có thể đánh giá thêm sau một thời gian nữa mình sử dụng. Chứ còn khoảng 5.000 đến 6.000 này thì lốp đang rất là ok rồi. Có một cái ưu điểm của lốp này nữa, đó là rất dễ tìm để lắp. Lốp IRC này thì phổ cập rất nhiều, ngay cả chính Honda đấy cũng lắp trên phiên bản zin của Winner cơ mà. Nên là anh em có thể tìm thấy bất kỳ nơi đâu, không phải khó tìm như là Michelin hay là Pirelli đâu. Cái kia mình phải đặt online hoặc ra những đại lý lớn. Đấy, dễ lắp đặt. Đấy, xe của mình thì cũng đi được hơn 3 vạn rồi. Và nếu anh em muốn mình quay một cái video đánh giá chi tiết về chiếc xe này sau một thời gian sử dụng thì sử dụng khá nhiều như này đấy, thì mình sẽ làm một cái video riêng nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng là những cái trải nghiệm của mình sau 5 đến 6 nghìn hữu ích cho anh em. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.